Hậu lễ này thật sự do Thôi Ngọc Quý tặng cho cậu sao? Cô cũng không tin sao? Lúc đó tôi nhìn thấy cũng giật bắn người. Thôi Ngọc Quý tặng cho cậu lễ vật hậu hĩnh như vậy là muốn cậu giúp ông ta nối dõi tông đường. Thôi công công muốn có con cháu kế tục hương đăng cho ông ta, cho nên muốn nhờ nghĩa đệ này mượn giống giúp ông ta nối dõi tông đường. Tên khốn này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Cô cũng không tán thành tôi làm như vậy sao? Tôi cũng không muốn, nhưng mà chỉ sợ chọc giận Thôi công công sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Thuần Thân Dương giao cho tôi. Thuần Thân Dương giao nhiệm vụ gì cho cậu vậy? Dương gia kêu tôi điều tra khi Thôi công công vào Tử Cấm Thành tìm Trân Phi nương nương, với lại cuối cùng người Tây Dương bắt ông ta đi. Đột nhiên sao Thuần Thân Dương muốn điều tra Thôi Ngọc Quý vậy? Tất cả cũng tại Đỗ đại phu đó. Quân ấy nói với Dương gia cái chết của Trân Phi nương nương có liên quan đến Thôi công công. Trân Phi nương nương, nương nương yên tâm, lần sau khi Phục Linh tới đây nhất định mang theo sự thật tới đây an ủi vong hồn của nương nương nơi chính suối. Cô hẹn tôi tới không phải chỉ muốn tế Trân Phi nương nương phải không? Tôi hẹn huynh tới là muốn bàn với huynh chuyện Trân Phi nương nương chết dưới đây giếng. Cô đúng là không ngại gặp rắc rối. Huynh cũng vậy thôi, ngoài mặt thì làm như không liên quan đến mình, sau lưng lại điều tra cái chết của Trân Phi nương nương. Có phải cô điều tra được chuyện gì không? Nhìn mặt của huynh hình như đã biết trong này chứa cái gì. Cái chết của Trân Phi cuối cùng có thể phơi bày sự thật rồi. Sao lâu quá chưa ra vậy cả? Hê, Nghĩa huynh, thành thân là ngày đại hỷ trong cuộc đời của con người. Huynh đợi tẩu tẩu trang điểm thật đẹp mới ra đi, không cần nôn nóng quá. Huynh không tin các căn đây không nôn nóng, dù sao người tối nay động phòng thấy huynh là đệ mà. Tân nương tới. Thôi công công, ông có sao không? Sao các người trói tôi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? À, các người đã tẩm độc trong rượu phải không? Im đi. Thôi Ngọc Quý, tôi hỏi ông, có phải ông đã giết Trân Phi nương nương hay không? Tại sao ông giết nương nương vậy? Các người nói cái gì? Thực tế tôi không gặp Trân Phi nương nương, tôi làm sao mà giết người được? Ông không cần chối cãi. Nếu ông không giết Trân Phi nương nương, số Trân Châu này từ đâu mà ra? Cái gì? Dây chuyền Trân Châu này tôi đã vô tình lượm được trong Tử Cấm Thành mà thôi. Tôi làm sao biết sợi dây chuyền này là của Trân Phi nương nương chứ? Ông còn nói dối nữa hả? Thực tế tôi không hề nói mấy dây Trân Châu này thuộc về sợi dây chuyền của Trân Phi nương nương. Cô đừng có đổ oan cho tôi. Nếu cô có chứng cứ thì kêu người tới bắt tôi đi. Chắc ông muốn tôi ra sức bẻ gãy tay chân của ông, ông mới chịu nhận hả? Mau đi. Để lão Phật gia biết các người đối xử tôi như vậy, các người nhất định sẽ bị bêu đầu ngay. Cho dù chúng tôi bị bêu đầu, tin chắc ông cũng không còn mạng nhìn thấy. Sau khi chúng tôi tẩm thuốc mê vào chung rượu của ông, còn tẩm thêm độc dược. Nếu như ông không chịu khai nhận, lúc độc tính bộc phát, ông sẽ bị ngứa ngáy toàn thân, sau đó thì đau nhức toàn thân, cuối cùng còn bị thối rữa toàn thân mà chết. Sao hả? Có phải cảm thấy toàn thân rất ngứa ngáy không? Ông tưởng làm vậy thì có thể dọa được tôi à? Vậy thì ông cứ việc im lặng đi. Tin chắc sau một nén nhang, cho dù có thuốc giải cũng không thể cứu được ông. Thuốc giải nằm ở đây. Ông muốn vừa ngứa vừa nói hay là vừa đau vừa chết hả? Hả? Tôi khai mà. Hôm đó lão Phật gia sai tôi quay lại Tử Cấm Thành đón Trân Phi nương nương đi. Tôi đã tới Bắc Tam Sở nhưng không thấy Trân Phi nương nương. Khi đến cung thì thấy người Tây Dương cướp bóc khắp nơi,
biết trước khi quay về nhất định sẽ bị lão Phật gia quở trách, cho nên tôi định kiếm chút lộ phí, quyết định về quê cho xong. Ai ngờ tôi lại gặp được Trân Phi nương nương. Nương nương. Thôi Ngọc Quý, sao ông ở đây chứ? Gặp nương nương thì hay quá, nô tài phụng mệnh lão Phật gia đến đây đón nương nương hội ngộ với hoàng thượng. Thật sao? Nhưng Đỗ Ngự Y và Phục Y Sĩ vẫn chưa về, phải đợi họ về mới được chứ. Bây giờ bên ngoài đi đâu cũng có người Tây Dương, nếu nương nương không lập tức theo nô tài, trễ quá e rằng chạy không kịp. Nhưng Đỗ Ngự Y và Phục Y Sĩ đang... Hai người đó muốn đi dễ như trở bàn tay. Nương nương lập tức đi theo nô tài đi. Đi thôi nương nương. Đợi tôi với. Sao ông có nhiều châu báu vậy? Nô tài nghĩ dọc đường cần có lộ phí nên tiện tay lấy một chút để phòng thân. Ông nói dối. Tất cả những thứ này là chân bảo, ông chỉ cần bán một món thôi cũng đủ ông sống cả đời rồi. Nếu ông chỉ vì lộ phí, cần gì lấy nhiều vậy? Cô còn phiền hơn nữa hay không? Đừng nói là tôi lấy hết số châu báu này, luôn cả dây chuyền trân châu cô đang đeo trên người tôi cũng sẽ lấy. Sợi dây chuyền này không đưa cho ông được đâu. Còn lụm nữa, những thứ này không phải của ông đâu. Trả cho bổn cung đi. Trả đi. Ông vì số châu báu này đã đẩy Trân Phi nương nương xuống giếng, ông có nhân tính hay không? Tại cổ nhất thời đứng không vững, tự mình rơi xuống giếng thôi mà. Ông còn nói những câu đó nữa. Lúc đó Trân Phi nương nương rơi xuống giếng không phải lập tức tắt thở. Cổ từng đứng đó dãy dũng leo lên. Nếu ông chịu cứu cổ lên, cổ sẽ không chết oan ức như đáy giếng. Căng, lăn tay cho ông ta. Ừ. Bây giờ tôi đã khai hết rồi, cho tôi thuốc giải đi được chưa? Chúng tôi không máu lạnh như ông, chúng tôi không có tẩm độc trong rượu, chỉ thoa chút can thức trên người ông thôi. Đúng là hơi ngứa một chút, nhưng mà không chết được đâu. Bây giờ chứng cứ rõ ràng, ông chết nhắm mắt chưa? Lôi ông ta về phủ thường thân dương. Đừng mà, tôi không muốn chết đâu. Muốn chạy hả? Đã phạm tội còn muốn chạy? Muốn chạy hả? Tôi bẻ gãy chân của ông. Người cung cấp thông tin trong cung này có một hình xăm con dơi treo ngược. Cẩn thận. Đừng để ông ta đi. Cô không sao chứ? Tôi không sao, chỉ bị trật chân thôi. Bây giờ tính sao đi? Các căn cậu đuổi theo, để tôi coi chừng cổ giùm cậu. Thôi đi, các căn. Có câu cùng khấu mạc truy, không biết đối phương có bao nhiêu người mà mụ đuổi theo như vậy rất là nguy hiểm. Thì không đáng. Người lại, mau thả ta ra. Gió tây lồng lộng rít quanh nhà, hương nhụy lạnh lùng bươm ngại qua, hương tỏa ngát trời thấu Trường An, khắp thành mang đầy áo giáp vàng. Thì ra là người trong nhà. Tôi thật không ngờ nội ứng trong cung của chúng ta lại chính là Thôi Ngọc Quy đây. Nếu đã biết đôi bên là người trong nhà, sao không lập tức cởi trói cho tôi? Nè, tôi chỉ cầu tài thôi. Xích mích giữa các người với triều đình tôi hoàn toàn không biết. Bây giờ danh sách gian tế của triều đình nằm trong tay tôi, chỉ cần các người có thể trả nổi ngân lượng, tôi sẽ bán luôn cho mấy người. Chuyện ngân lượng không thành vấn đề, chỉ cần ông chịu giao bản danh sách đó ra, tôi bảo đảm ông bình an. Quyết định vậy đi. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này,
bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.